Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra trên sân nhà Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, 22 cái tên đã được huấn luyện viên Philippe Chaussier triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Trong đó, vị huấn luyện viên người Pháp đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới nhằm rà soát, từ đó chọn lọc được lực lượng ưng ý nhất. Đáng chú ý, trong đợt tập trung lần này, cầu thủ từng được nhiều người biết đến là em họ Công Phượng, Nguyễn Thái Quốc Cường cũng bất ngờ góp mặt. Quốc Cường là em bà con của tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phượng. Tiền vệ sinh năm 2004 được chính Công Phượng giới thiệu cho Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, nơi có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guillaume Wesson. Quốc Cường được thầy Zoom đánh giá rất cao. Ở vòng chung kết U19 quốc gia 2019 diễn ra ở Gia Lai, vị huấn luyện viên người Pháp này đã tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể đưa Quốc Cường vào danh sách dự giải, bởi em họ Công Phượng khi đó chưa tròn 15 tuổi, chưa đủ tuổi dự giải U19 như điều lệ giải quy định. Ở những năm sau đó, Nguyễn Thái Quốc Cường thường xuyên thi đấu trong màu áo đội trẻ của Hoàng Anh Gia Lai tại giải U19 quốc gia. Khi ông Wesson chuyển sang làm việc ở Học viện Nutifood JMG, Quốc Cường cùng với những cầu thủ như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Khôi, Hoàng Vĩnh Nguyên cũng đi theo. Trong khuôn khổ những giải đấu trẻ quốc nội như U19, U21, Quốc Cường dù nhỏ tuổi hơn đa số các đồng nghiệp nhưng lại thi đấu khá chững chạc. Khi mới 17 tuổi, em họ Công Phượng đã cùng với U21 Nutifood JMG, đa số là các cầu thủ 17, 18 tuổi, đã để lại dấu ấn đậm nét với chức vô địch giải U21 quốc gia 2021 được tổ chức ở PVF Hưng Yên. Chính tiền đạo của U23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt là người đã ghi bàn thắng quyết định bằng pha bứt tốc ngoạn mục ở phút bù giờ. Qua đó, U21 Nutifood JMG đánh bại U21 Hà Nội ở trận chung kết. Đặc biệt, thành phần đội U21 Hà Nội năm đó có rất nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm và đã quá 21 tuổi như trung vệ Đặng Văn Tới, tiền vệ Nguyễn Hai Long, tiền đạo Lê Xuân Tú. Giải U21 quốc gia 2021 cho phép các đội bổ sung cầu thủ U22 nhằm chuẩn bị cho U22 Việt Nam dự SEA Games 2022. Quốc Cường dù thi đấu khá tốt ở những giải trẻ nhưng vẫn chưa có duyên với các đội tuyển trẻ quốc gia như U17, U19, U20. Đến lúc này, tiền vệ sinh năm 2004 bất ngờ được ông Philippe Chaussier gọi lên tập trung đội tuyển U23 Việt Nam. Vị huấn luyện viên người Pháp chắc chắn cũng không xa lạ gì với Quốc Cường. Trước đây, khi còn đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam, ông Chaussier thường xuyên có mặt ở lò đào tạo PVF Hưng Yên để dự khán các trận đấu của những giải trẻ. Quốc Cường và nhiều cầu thủ cùng lứa với anh ở Học viện Nutifood JMG đang chơi bóng chuyên nghiệp tại giải hạng nhất trong màu áo câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu từ đầu mùa 2023. Tính đến lúc này, tiền vệ 19 tuổi đã ra sân tổng cộng 15 trận đấu cho đội, đóng góp 2 bàn thắng. 22 cầu thủ được ông Philippe Chaussier gọi tập trung đội tuyển U23 Việt Nam từ ngày 23 tháng 8 chỉ là danh sách ban đầu. Vị huấn luyện viên người Pháp muốn trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ mà ông cho là có tiềm năng với mục đích rà soát, đánh giá phong độ cũng như khả năng hòa nhập. Sau đó, lực lượng chính thức dự vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ còn có nhiều sự thay đổi khi các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, V-League, giải hạng nhất cũng như giải U23 Đông Nam Á 2023 kết thúc. Tuy nhiên, đây vẫn là cơ hội tốt để Nguyễn Thái Quốc Cường thể hiện tài năng của mình, đồng thời đánh dấu bước ngoặt cho những đợt tập trung đội tuyển lần sau.